Tác phẩm Tiểu cảnh đồng quê trên phôi gỗ chắc sau hơn một tháng được đánh xi thì trông sẽ như thế nào? Và đây chính là cái phôi gỗ chắc cách đây hơn 2 tháng thì chúng tôi đang trong quá trình đục chạm. Và sau khi đục chạm xong thì chúng tôi có bôi những cái lớp xi lên trên cái mặt phôi gỗ chắc này. Đó, và cái phôi này rất đặc biệt là một bên này thì đang có màu đỏ, còn bên này thì lại đang có màu đen. Đó, với hơn một tháng thì bắt đầu cái xi đã thẩm thấu vào trong cái tom gỗ. Và từ đây thì bắt đầu là nó thể hiện ra bên ngoài. Thứ nhất là cái độ ánh của cái gỗ chắc này. Đó, ánh của gỗ chắc. Và thứ hai là các cái phần mà chúng tôi đánh rất là kỹ. Ví dụ như phần vai này, ở phần tay của các cái nhân vật hoặc là phần đầu này, nó rất là bóng và nó rất là mịn, nó rất là mượt này. Đó, và điều quan trọng hơn mà cái gỗ chắc này nó khác hơn với các cái loại gỗ khác, đó là cái thời gian chỉ mới hơn một tháng thôi nhưng bắt đầu nó đã có những cái hiện tượng là xuống màu nó đậm hơn. Đó, so với cái lúc mà chúng tôi mới đánh thì bây giờ cái màu sắc nó đậm hơn này. Đó, các cái tom gỗ nó mịn hơn này. Các cái ánh của cái gỗ này bắt đầu nó tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Đó chính là những cái điểm khác biệt của gỗ chắc với tất cả những cái loại gỗ khác.